Rồi hello anh em nha. Buổi sáng hôm nay thì nó cũng lu bu quá không lên clip được anh em. Thì gói cho nó xong mấy cái đợt hàng mà mấy anh em đặt á. Thì chốt đơn cho nó xong chứ cũng lu bu quá. Rồi tối nay giờ rảnh mình lên clip này giới thiệu anh em nha. Yên máy mới nha anh em. Đợt này máy full box hết nha. Máy mới full box. Có một cái dòng quân bát này, về thì có hai cây thôi. Là hàng lướt thì mình không phải là hàng lướt mà thanh lý siêu thị anh em. Cũng full box hết máy mới hết. Nhà hàng này thì bảo hành ít nha anh em, chỉ một tháng thôi. Còn những hàng full box này nằm bảo hành anh em một năm nha. Những cái Oppo với lại Samsung này bảo hành anh em một năm. Và quy định mua máy của mình anh em cũng biết rồi nha. Cọc trước cho mình cái cặp 50k Viettel nha. Sau nhắn mình họ tên địa chỉ. Mấy con máy này là mình bao ship cho anh em hết toàn bộ nha. Đa số là bao ship, còn những máy nào mình không bao ship á là mình sẽ báo cho anh em là không bao ship để anh em dễ biết ha. Thì đầu tiên mình xin phép giới thiệu anh em con N3C ra trước đây, Coolpad. Con này là RAM 1 bộ nhớ 16 pin 2003. Pin của nó là 5 quay màn hình của nó 5.45 nha anh em. 5.45, máy full box mới chưa sử dụng nha. Cái này mình bán rất nhiều trên kênh mình rồi. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì alo cho mình. Đó. Màn hình 5.45 cũng rất là rộng, cục sạc tiện nghi đầy đủ ha. Đây anh em. Có kèm cái ốp lưng luôn. Miếng dán màn hình, đấy đầy đủ hết ha. Anh em mua thì mình dán luôn, gửi tới cho anh em. Cái này là bao ship cho anh em, giá của nó 920 ngàn nha. Bán rất là nhiều mấy cái dòng này thì cũng bán rất nhiều lần trong kênh mình rồi. 920k, bao ship kèm sạc cho anh em. Bao ship là máy mới nguyên luôn. Mấy hàng này thành hàng thanh lý nha anh em, nhưng bảo hành một tháng thôi nha, không có lâu nha. Rồi. Wi-Fi camera cực ok luôn, chuẩn chỉnh. Đó, màu xám nha anh em. Màu xám, biết con kia màu gì nên coi cái màu luôn. Màu xám luôn anh em, một cặp màu xám nha. Máy mới hết, nguyên hộp cho anh em, 920k. Là 1.16 thôi, đường cái máy mới kem. Thì xong cái máy đầu tiên nha anh em, đó là Coolpad N3C nha. Cái model nó là N3C này. Đó. Mình cũng xin phép làm một cái thí điểm nhẹ nhẹ ra luôn nha anh em. Là từ cái clip này trở đi ha, thì máy bán của mình là cái đa cái hộp của mình nha. Và mình có đóng một cái tem niêm phong của cái hộp mình á. Đây anh em. Một cái tem niêm phong. Cái này là có số điện thoại cũ. Giờ mình không có xài số đó nha. Mình xài cái số 356 á. Anh em gọi liên lạc cho nó dễ. Đây. Là có hai cái hộp mình là thường thường nó có hai cái khe này. Để mở ra này anh em. Thì tới nơi anh em chỉ việc cắt keo là mở ra nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ làm như thế này anh em. Tại vì mình mới vừa rồi có một cái trường hợp là mình bị mất. Gửi tới cho một cái bạn ở Củ Chi á, ở Sài Gòn, Củ Chi. Người ta đặt hàng mình cái máy 4.1 triệu, 4.2 triệu luôn anh em. Mà gửi tới thì khui ra thì bên trong cái ruột không phải là không có cái gì luôn nha anh em. Cái ruột là mất luôn, người ta tráo. Nói chung là shipper tráo hay là bên nào tráo mình không biết. Nhưng mà đem tới nơi là khui ra là trong ruột không còn nữa anh em. Người ta khui người ta lấy mất cái ruột mất. Là mình cái thứ nhất mất uy tín, cái thứ hai là làm nó lộn xộn cái vấn đề này, mình làm nó hoang mang anh em, mình không dám gửi hàng luôn. Và mình đang cắt bên giao hàng, mình đang chuyển bên đối tác khác, đang nghiên cứu để người ta phải có cái giải thích cho mình rõ ràng thì mới được anh em. Chứ bây giờ mình gọi hàng tới là mình đâu có rảnh đâu mà đi bỏ cái ruột trong này là cái giấy cạc tông. Mà gọi tới là bên trong ruột đây là bằng cái giấy cạc tông luôn anh em. Làm ra không phát hiện, cuối cùng gọi hàng thì mình bị mất cái ruột luôn. Cái ruột cái máy đó 4 triệu mấy chứ không phải rẻ. Thì đây bữa nay là mình xin phép là mình cái hộp đây. Còn nếu mà một cái hộp khác, thí dụ như cái hộp này đi, thì mình cũng có niêm phong riêng cho mình nha. Có nghĩa là những cái chỗ mà cái máu á, cái máu khui á, là mình sẽ dán keo sắt hết nha anh em. Tới nơi á, là anh em chỉ việc lột cái này ra và nó phải rách cái giấy này, chắc chắn nó sẽ rách. Và có cái tên của mình luôn, tên mình ký trên cái hộp luôn đó, mình ký tên của mình hộp luôn, bảo đảm cho nó khỏi nó an toàn tí, cho người ta khỏi lấy hàng. Anh em tới nơi á, coi cái giấy này còn nguyên vẹn này, những cái máu chấp là còn nguyên vẹn anh em mới nhận hàng nha. Còn nếu mà bên trong không có là anh em không nhận hàng, anh em gọi điện cho mình nha. Tại vì chắc chắn là bên ruột chắc chắn là có tháo đổi qua rồi, mình chỉ bắt đền bên công ty thôi, mình giao hàng. Đây thì đây cái máu đó là anh em, chỉ là hai cái máu đó thôi, còn bên trong bên chỗ đây thì chắc chắn nó khui không được rồi, nó không thể là mắc hàng nào, nó rách nát hết là mình biết ngay. Thì đây ngay chỗ cái máu đó thì mình quấn như vậy nha anh em. Đó, mình sẽ dán lại ngay cái máu đây, keo sắt hết hai chỗ kín luôn, mình dán căng ngay đây luôn và mình bấm đầu nó ra luôn. Từ cái clip ra đi, anh em mua máy mà từ cái clip này trở đi á, là nay ngày là 25 nè anh em, 25 tháng 3 nha.
thì mình sẽ làm rất là kỹ càng cái vấn đề mà niêm phong này để cho cái hộp hàng tới anh em là còn nguyên vẹn nha. Thà là mất luôn cục hàng chứ đây là cái ruột, người ta đã lấy mất cái ruột anh em, là mình rất là tức bực mình nha. Ngày qua giờ là anh Lubu phải gọi kiện tụng tùm lum hết mà chưa biết giải quyết sao luôn đó. Thì vậy anh em để tới nơi anh em nhìn thấy nguyên vẹn giùm mình cái có tên chữ ký của mình và cái hộp con dấu của con cửa hàng mình luôn đó. Nó bài bản như thế này thì anh em nhận hàng. Còn nếu mà anh em thấy có cái dấu hiệu gì mà mang tính chất cậy cậy cái hộp ra này để đổi hàng hay tráo hàng hay lấy hàng nha, anh em alo liền cho mình nha, mình xin chân thành cảm ơn tất cả anh em nha. Đây ok nha anh em đó. Từ clip ra đây là mình sẽ làm như thế này để niêm phong lại cái cục hàng của mình, tránh trường hợp tráo hàng lấy hàng của mình đó. Xin rất chân thành cảm ơn anh em luôn. Anh em lên tối nào cứ y dài cho mình và lột ra thì chắc chắn nó phải bị rách rồi. Tự mình có niêm phong bấm, có khi là có mấy bấm mà mình sẽ bấm vào, còn không thì mình ra cái dán cái băng sắt kỹ hết cái đoạn này thì không thể nào mà người ta lột tháo ra thì chắc chắn phải rách cái đai rồi đó. Nên là anh em chú ý cho mình cái vấn đề nhận hàng nha. Rồi, chân thành cảm ơn anh em nha. Rồi, tiếp theo thì mình giới thiệu anh em một con Oppo A1K đi, máy nguyên siêu anh em, máy nguyên siêu nha. Oppo A1K mình khui ra cho anh em. Đây là máy mới, máy mới bảo hành 1 năm cho anh em. Máy mới này thì không phải là thanh lý thanh thiết hết, đây là còn hàng nguyên tem mình nhập về hàng mới á. Mình sẵn giới thiệu anh em nào mà có ưng thì alo cho mình, còn không ưng thì xem cho vui cũng được nha anh em, không vấn đề hết ha. Anh em nào cảm thấy mà mình đang mắc quá thì cứ xem cho vui, góp ý cho mình để mình còn điều chỉnh giá cả nha. Rất cảm ơn anh em luôn. Rồi anh em nào mà thấy cảm thấy mà máy rỉ ok cho anh em thì anh em ủng hộ nha, không vấn đề gì hết. Đây là cái ốp lưng, máy mới nguyên tem nguyên siêu Oppo A1K, máy này màu đỏ, còn có một con màu đen nữa đây. Oppo màu đỏ, màu đen luôn anh em, có màu đen luôn nha. Mình có nhập về có 3-4 con thôi. Và có một con máy qua sử dụng này, mình mới thu được luôn. Con này là con máy cũ nhưng mà mới xài tức thì luôn. Cái này thì để từ clip sau đi anh em nha. Clip sau mình có về được mớ máy cũ nữa, mình thằng tổng hợp mình lên clip luôn. Còn đây là máy mới Oppo A1K, không giới thiệu nhiều. Cái này anh em rất nhiều anh em biết rồi. Màn hình 6 inch 1, RAM 2, bộ nhớ 32, pin 4000 nha anh em. Pin 4000. Giá của nó, giá máy mới mình bán cho anh em là 2550 nha, bao ship tận giường nha anh em nha. Giá 2550. Đây anh em. Máy không kèm cục sạc, nhưng mà áo anh không kèm tai nghe, nhưng mà anh em mua thì mình sẽ biếu anh em thêm một cái tai nghe. Mình sẽ kèm cho anh em một tai nghe, tự máy mới có khuyến mãi tí cho anh em nha. Mình sẽ tặng thêm anh em một tai nghe luôn. Là giá của nó là bảo hành cho anh em 1 năm, bao ship tận nhà, giá 2550. Ok nha anh em. 2550. Khi anh em mua, nếu mà có mua thì alo cho mình nói là nhớ tặng tai nghe nha, chứ nhiều khi mình quên mình không gửi anh em là rất là mất lòng nha. Anh em alo nó à bán cho mình cả 1k mà giá đó là tặng tai nghe thì mình sẽ nhớ mình bỏ thêm tai nghe cho anh em. Ok nha. Rồi. Oppo A1K thì giá 2550, bao ship tận giường nha anh em. Tiếp theo là con A5 2020, Oppo A5 2020, màn hình 6 inch rưỡi, RAM 3, bộ nhớ 64, RAM 3, bộ nhớ 64 nha anh em. Pin của nó là 5000, cực trâu luôn, cực trâu bò, pin 5000 nha anh em. Oppo A5 2020, RAM 3, 64. Đây, mình sẽ khui ra cho anh em coi cái máy. Máy full box mới chưa qua sử dụng nha anh em, máy này chưa sử dụng, có kèm ốp lưng nha anh em, mới đét luôn đó, mới đét luôn nha anh em. Những anh em thích máy mới thì alo coi nha, rồi thích alo cho mình, chứ còn máy mới thì tùy anh em, có anh em thích hay thì mua, còn không thì xem cho vui cũng được, không kèm tai nghe. Mình vẫn cho anh em một cái tai nghe riêng bên ngoài luôn đó. Máy cái dòng này nó không kèm tai nghe nha anh em, nên nhớ nha, mới nhưng mà không có tai nghe. Máy rất đẹp, Oppo A5 2020, pin 5000 đó, pin 5000, mới đét đẹp luôn, chưa sử dụng. A5 pin 5000 luôn, chip Snapdragon 665 anh em. Đó, rồi. Màn hình giọt nước nha anh em. Màn hình giọt nước. Con này giá của nó là 3750 nha anh em, bao ship tận giường nha anh em nha. 3750, anh em chỉ việc cọc cho mình con này 100.000. Và nhắn tin số họ tên, số điện thoại cho mình đàng hoàng hết, ship tới nhà cho anh em. Đó, anh em 2020, còn một con màu trắng nha. Rồi, tiếp theo là một con Oppo A31. Oppo A31 nha anh em. Con này màn hình 6 inch rưỡi, RAM 4, bộ nhớ 128, pin 4230. Pin 4230 nha anh em. Đó, con này mình mới cắt khui siêu này. Con này là RAM 4, bộ nhớ 128, rất khủng nha anh em. Màn hình 6 inch rưỡi, pin cho bò, máy chưa qua sử dụng, còn nguyên hộp cho anh em luôn. Đây, mới can sạc luôn nha anh em. Đó, máy này là máy full box, bảo hành 1 năm cho anh em này. Cục sạc đây, cũng không có tai nghe luôn nha anh em. Mình vẫn kèm cho anh em một bộ tai nghe. Đó, máy mới này mình kèm tai nghe hết cho anh em, khuyến mãi cho anh em thoải mái nha. Đây, con máy rất là ok luôn, máy nhìn rất là chất lượng anh em,
màn hình 6,5 inch, bộ nhớ là 128 GB, máy khủng bố luôn. Giá bán cho anh em là 4250 nha anh em, là mình bao ship cho anh em tận nhà. Anh em được alo mình thôi là có máy tận nhà anh em luôn, khỏi phải tới tiệm máy công. Cọc trước cho mình 100k nha anh em, mấy con này cọc trước mình 100k hết. Và những cái máy này trở đi là mình đã niêm phong đọc cho anh em kỹ càng, những cái niêm phong của mình kỹ, anh em chỉ việc tới và alo tháo máy ra là coi thôi. Còn nghiêm niêm phong anh em mới nhận máy nha, nhớ cho mình nha anh em, tránh trường hợp shipper nó tháo hàng của mình ra đó. Rồi tiếp theo là mình giới thiệu anh em con Samsung A20s, màn hình 6,5 inch, RAM 4 của những số 4, pin của nó là 4.000 nha anh em, pin 4.000, cắt siêu cho anh em coi luôn. À, con này là mình sẽ giảm giá cực đỉnh cho anh em luôn. Samsung A20s, con này màn hình 6,5 inch, rất khủng bố. Đây anh em, bộ sạc không kèm tai nghe, mình vẫn kèm cho anh em một cái tai nghe luôn, ok nha anh em. Máy mới là mình sẽ khuyến mãi kèm tai nghe hết cho anh em. Đó, máy rất ok, đẹp luôn, màn hình rộng khủng bố luôn. Đây mình sẽ coi, lật cho anh em coi cái con A20 này. Đây, A20, con này là RAM 3 bộ nhớ 32 nha anh em, RAM 3 bộ nhớ 32, còn phiên bản RAM 4 mình không có hàng nha, RAM 3 bộ nhớ 32. Đó, con này mình để anh em giá 3,7 triệu nha, con này mình đang sale sập sàn cho anh em giá 3,7 triệu, máy mới keng, full box, chưa sử dụng, bảo hành 1 năm cho anh em. Rồi, clip này chúng mình xin thấy thân ái chào anh em tại đây đi, hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo nha. Rồi, thân ái chào anh em.